Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Sun TV, kênh dạy vẽ trên YouTube của mình. Hôm nay chúng mình sẽ cùng vẽ một chú gà trống nhé. Trước tiên là các bạn hãy vẽ cho mình một hình giống như là miếng dưa hấu ấy. Sau đó chúng ta sẽ kéo một đường lên giống như ngọn núi và hơi thoải về bên phải như vậy. Tiếp tục chúng ta sẽ vẽ hình vòng cung để tạo thành chiếc đuôi. Trong video trước thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn vẽ gà mái rồi. Hôm nay sẽ vẽ gà trống cũng với hình giống miếng dưa hấu như vậy nhé. Chúng ta sẽ vẽ màu của chú gà trống. Có thể vẽ màu to một chút xíu nhé. Màu của chú gà trống thì rất là to, không giống như màu của chú gà mái. Và chúng ta sẽ vẽ phần lông cổ. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ phần cánh nhé. Phần cánh thì sẽ có những cái lông rất là dài như thế này. Và màu sắc chủ đạo của chú gà trống là màu đỏ đúng không nào? Tí nữa chúng ta sẽ tô màu, chúng ta phối màu đỏ với màu vàng cam và màu đen nhé. Chân của gà thì sẽ có ba móng ở đằng trước và một móng nhỏ ở đằng sau. Một cái chân này chúng ta vẽ co lên để cho chân sinh động nhé. Và vẽ những đường vân ở chân như thế này này, cực kỳ dễ luôn. Trong kênh của mình có rất là nhiều video hướng dẫn vẽ các chủ đề khác nhau, các bạn có thể vào để xem thêm nhé. Và hãy ấn nút chia sẻ nếu cảm thấy hay nha. Chúng ta sẽ vẽ phần lông đuôi. Lông đuôi rất là dài và cong, chúng ta sẽ vẽ uốn lượn như thế này nhé. Và lông đuôi của chú gà trống thì chúng ta làm màu đen đấy. Tí nữa chúng ta sẽ dùng màu đen để chúng ta tô. Chúng ta sẽ tô phần chân màu vàng hoặc màu cam cũng được, màu thì màu đỏ, cái mỏ thì hơi vàng hơi cam cũng được. Chúng ta có thể trộn màu với nhau. Chúng ta tô đậm phần lông ở cổ, phần lông cánh và một chút xíu ở đuôi nữa, dùng màu đen để chúng ta tô đậm thêm. Bởi vì cánh hay là lông đuôi của chú gà thì đều có màu đen ở phần đuôi và phần sau cùng ấy. Còn phần đầu thì cánh màu đỏ. Ta sẽ dùng màu đen để chúng ta tô nhá. Nếu dùng màu nước tô thì sẽ đẹp hơn nữa đấy. Tô xong hết màu rồi chúng ta lại dùng màu đen, chúng ta đánh bóng, chúng ta tô những nét vẽ, tô bổ sung thêm vào những nét vẽ để cho nó có cái độ 3D ấy, nhìn nó có chiều sâu và trông nó thật hơn. Chúng ta sẽ tô những phần gầm ở dưới ở tối và tô phần chân, chúng ta cũng tô một mé hơi đen một chút xíu. Như vậy là xong rồi đấy, chúc các bạn thành công nhé. Đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.